Xin chào anh em Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách tối ưu hóa Photoshop và máy tính để cho tốc độ làm việc mình nhanh hơn Trước tiên Mình sẽ tối ưu hóa bằng Photoshop trước Giả sử mình mở Photoshop 2019 lên Thì với Photoshop Anh em vào phần cài đặt Anh em vào phim tắt là Ctrl K Anh em chú ý chỗ này Thứ nhất Bạn vào phần Performance bạn có thể tăng RAM này lên. À, bạn chú ý chỗ này nhé. Trường hợp bạn chuyển sử dụng Photoshop làm việc và ít mở những phần mềm khác lên, thì bạn có thể tăng số RAM này lên. Hiện tại mặc định của máy là 70%, nhưng mà mình có thể tăng lên. Chú ý cái này nếu mình tăng lên quá nhiều, thì những phần mềm khác mình mở lên nó hơi ít. Thật ra cái này á, anh em cân nhắc này Thì bạn uh, tăng RAM lên cái RAM này là ưu tiên cho Photoshop nhiều hơn đó là phần thứ nhất rồi rồi phần tiếp theo là phần graphic ví dụ ở trong phần này đôi lúc nhiều bạn thấy tại sao mà khi mình lưu nó bảo lỗi đôi lúc ở trong OC này bạn thấy nó còn, còn trống nhưng mà khi bạn lưu nó bảo lỗi phù đi ạ thì thực ra là phú cái chỗ mà bộ nhớ rác á Thành ra vào trường hợp này Thì tất cả Windows hay là Photoshop Khi mình sử dụng Nó sẽ sinh ra những file rác Thì hôm trước á Mình thấy ổ đĩa này Đúng không Và mình chọn ổ đĩa này là Lưu thư mục rác Mình mở ra cho xem này Đây Nó sinh ra những cái mục rác đây Mình có thể xóa đi bình thường Đó Thì với trường hợp này á Với trường hợp này Bạn thấy ổ địa bàn chỗ nào mà trọng nhất thì bạn sẽ chọn vào nó đấy không phải là chỗ để chạy chương trình mà chỗ để nó chữa những phái rác khi mình làm nó sẽ tự sinh ra thì OC mình còn khá nhiều thành ra mình để ổ luôn được không á thì mình sẽ chọn OD ví dụ mấy OD của mình đấy đúng không nó còn quá trời này thì anh em chọn vào đây xong bấm mũi tên này cho nó lên trên đó thì khi quá trình làm việc mình mình lưu hay gì đó nó sẽ tạo ra những phái rác nó sẽ lưu vào OD này và anh em có thể xóa rác bình thường Thì đây là mình sẽ tối ưu Photoshop Thì máy chạy nhấn thế chấm á Cùng do máy tính nữa Chứ không phải riêng Photoshop không Thì bây giờ mình sẽ tối ưu máy tính nha Như lúc này mình nói Là khi mình làm việc bất kỳ với thao tác nào Thì nó đều sinh ra những phái rác Ở trong máy tính cũng vậy Thì bạn muốn xóa những phái rác đó Bạn tròn này Thì bạn chọn này À, bạn chọn đấy cho run Hoặc bạn nhận phím Windows Error ngay hoặc ban nhận vào đây cho rân. đó ban nhận cho mình trừ prefect đây thì đấy là thư mục nó chứa những file rác khi mình sử dụng máy tính mình ok cái đây mình mới xóa rồi mà nó sinh ra quá trời này không tính anh em mở mà, mà tính anh em ra là nó một đống bạt ngàn thì mình sẽ xóa nó thôi cái trôn a bạn nhận cho mình chưa ship delete nếu bạn không chữ ship mình xóa nó sẽ vào trong sọt rác bây giờ mình cứ xóa bình thường đi chút xíu mình sẽ xóa sọt rác sau cái chuột phải chọn delete bạn cứ xóa vô tư phải này chỉ rác thôi không có gì hết một số file một số file không xóa được là hiện tại nó đang mở trong cái photoshop và, và mấy cái này này mình đang mở thì nó xóa không được đó là xóa mục thứ nhất mục thứ hai là bạn cũng nhận rắn này và bạn chọn cho mình một cái lệnh này Phần trăm Tem Tem này Phần trăm này. Được chưa Bạn cũng ok Thì cái này cũng nằm trong hệ thống cài đặt Đó Bạn cũng Ctrl A Ctrl A là chọn tất cả Và cái chuột phải chọn delete Được chưa Nó vẫn giữ lại một số uh, thư mục do mình đang mở Nghe khi anh em xóa thư mục rác này tốt nhất là mở lên và xóa luôn khoan mở những cái phần mềm khác nữa rồi tiếp theo là mình sẽ xóa cái sọt rác này recycle bin này cái chuột phải empty recycle bin rồi nó sẽ trống Từ đó là giờ mình xóa quá trời file rồi có một tình trạng này nữa anh em mở file lên mở địa lên ví dụ mình nói lúc bạn cảm thấy khi bạn mới mua máy về bạn đúc vào cái như thế này đó nó ra liền mà sau một quá trình sử dụng á bạn đúc vào cái đợi một lúc nữa nó mới ra đợi một lúc này chứ không phải là ra liền giống máy minh đâu máy minh tối ưu hóa rồi thì lý do nó vì sao thì cũng trong quá trình sử dụng á bạn nhất là OC mà à, anh em sử dụng ổ cứng hdd nhất là khi mà cài đặt xong rồi thảo ra thảo ra rồi cài đặt lại hay là phần mềm từ lưa vậy thì sáu quả trên những thao tác đó thì cái ổ điện này này đây ví dụ ban đầu bạn mua về thì những chỗ xin xén này này để dữ liệu mình đi nó sẽ sát với màu xanh này đi thì khi mà bạn thao tác đúc chuột vào đây cái thì cái mà cả xin xén này là vô thư mục trong này bạn đúc vô cái thì xin xén này nằm sát đây thì nó sẽ mở lên luôn sau quá trình sử dụng nó từ bi phấn mệnh ô địa như thế này có nghĩa là cái khoảng này không phải dữ liệu mà bạn nhấp đôi vào đây cái thì nó sẽ chạy qua khúc này mà khúc này không có dữ liệu này không có một thao tác gì thì nó được một lúc khi nào nó chạy hết cái khúc này nó mới mở được thư mục mình lên lý do mình nhấp đôi vào á mình mở ra mình chạy chậm lại chỗ đó thân ra mình phải biết kết trọng phấn mệnh này lại mình sẽ kéo cái phấn mệnh này sát tới đây đây là mình lấy giao diện phần mềm của Windows XP cho anh em thấy rõ hơn. Còn giao diện mới của mình đây này. Đôi lúc nói như thế này thì anh em không hiểu lắm, được chưa? Bây giờ mình sẽ trọng phân mảnh cho ô cứng. Anh em chú ý, mình sẽ áp dụng cho trọng phân mảnh cho ô cứng HDD. SSD không nên trọng phân mảnh. Bây giờ mình muốn trọng phân mảnh cho những ổ đĩa này thì mình lấy một ổ đĩa đại diện mình kích chuột phải, mình chọn Property mình chọn thun và sau đó mình chọn vào đây cái này nó có sẵn trong máy tính rồi thì ô của mình ô cần ssd này nó không cho mình kiểm tra này bây giờ ở dưới này là hạt dd của mình thì cái phần này này phần này nó sẽ kiểm tra mình bị phần mình bao nhiêu phần trăm kích vào đây cái nó chạy này nhưng mà hiện tại của mình là mình chọn phân mệnh rồi Nó tối ưu hóa 100 trăm rồi Nó không có bị phân mệnh Nếu anh em mà phân mệnh nhiều á Nó sẽ bảo đây là bao nhiêu phần trăm Ví dụ Ví dụ nói 50 trăm 100 hay gì đó Dù cái này chẳng hạn Thì mình chọn phân mệnh mình nhận vào đây Đó Nó sẽ chạy Và khi mình chọn phân mệnh này Thì đồ lỗ máu của nó phụ thuộc vào bàn bị phân mệnh nhiều hay ít nếu bạn lâu rồi, từ khi mua máy tính đến giờ chưa phân mệnh, thì tốt nhất là bạn phân mệnh trước khi đi ngủ, vì nó chạy khá lâu, có nghĩa là bạn phân mệnh rồi bạn bấm vào đây cái, rồi bạn đi ngủ đi, sáng mai nó sẽ làm xong cho bạn. thì anh em chọn vào đây, khi nào nó chạy xong như thế này là máy mình sẽ chạy ok hơn. rồi, chúc anh em thành công, có gì mà thắc mắc, thì anh em cứ comment dưới video mình sẽ giải đáp anh em nhớ subscribe và bật thông báo bên kênh đăng ký nhớ chia sẻ công khai like và comment cho mình nhé rồi xin chào anh em